Cái nào được rồi là các bạn phải cho ra. Cái này chấm với tương ớt. Ngon tuyệt. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món phô mai que chiên giòn. Các bạn hãy nhớ là phô mai này các bạn phải chọn nha. Khi ta chiên xong ta bẻ ra kéo sợi được đấy các bạn. Kèm theo là có bột chiên giòn này và bột chiên xù này, trứng, gà. Đây ta chỉ dùng 2 quả trứng thôi. Trước tiên để làm món này thì tôi phải đập trứng vào trong cái bát này nha. Sau đó ta mới cắt đôi phô mai ra. Đây, ta phải đánh cho nó thật là nhuyễn nè. Cái phô mai que này này là các bạn nhỏ mấy cả thanh niên nam nữ là rất thích ăn đấy. Đấy, ta chiên giòn lên xong rồi ta dấn vào cái bột chiên xù lại chiên một lần nữa. Đây, tôi đánh kỹ rồi. Và tôi mới cắt phô mai làm đôi. Bây giờ tôi cắt xong rồi, tôi để lên trên này xong rồi tôi gióm lửa. Gióm lửa xong rồi tôi sẽ lăn vào trứng, xong lăn vào bột chiên giòn và lăn bột chiên xù. Xong cho vào chảo rán. Các bạn nhớ là rán ta phải đun vừa lửa thôi, nhỏ lửa chứ đừng có to lửa quá. Bây giờ nồi lửa xong rồi các bạn ơi, tôi cho dầu vào trong chảo. Trong khi chờ dầu sôi thì tôi phải lăn phô mai vào mấy trứng nữa này. Xong tôi lăn vào bột chiên giòn. Đó. Các bạn nhớ là ta cứ lăn vào đây mấy lần nhé. Các bạn nhớ là tôi phải lăn kỹ này. Để cho nó có dày cái bột chiên giòn này vào đã này. Đấy, xong tôi lại phải lăn lần nữa để cho nó dày, nó bám lên. Nếu các bạn mà lăn ít quá thì bột nó không dày được vào thì phô mai này nó sẽ lại chảy. Đấy, tôi tiếp tục, tôi lại phải lăn vào trứng tiếp, xong lại lăn tiếp vào bột. Đấy, lại lăn tiếp như thế này. Đấy, tôi đã làm được 2-3 lần rồi đây. Các bạn nhớ nè, tôi sẽ cho vào bột chiên xù. Trước khi để cho bột chiên xù, các bạn lại lăn qua trứng lần nữa. Thì để bột chiên xù nó dính nhá. Đây, bây giờ tôi cho vào chiên xù. Để cho bột chiên xù nó bám vào đều. Xong các bạn cho ra đĩa. Đấy, các bạn phải để cho nó bám thật là bám mấy lần vào. Ở cái bột chiên giòn là trước đã. Xong thì cho lần cuối cùng vào bột chiên xù. Khi cho bột chiên xù, các bạn lại phải dấn vào mình cả trứng thì bột chiên xù này nó mới bám được vào cái phô mai que này, nó bám được đều rồi các bạn cho ra đĩa. Đó. Như vậy là các bạn phải làm đi làm lại mấy lần đấy để cho nó bám được thật dày. Bám được dày bao nhiêu thì cái phô mai này nó sẽ không bị chảy. Đây còn một cái cuối cùng tôi làm nốt đây các bạn ơi. Đấy các bạn phải lăn vào lại lần một lần nữa với trứng nhá. Đấy, phải lăn cho nó đẫm vào, sau rồi các bạn cho vào cuối cùng này, cho vào cái chiên xù đây. Đó. Bây giờ tôi làm xong cái cuối cùng rồi là tôi sẽ gióm lửa để tôi đi chiên nhá. Lúc nãy gióm lửa có sớm hơn nhưng tôi lại phải tắt lửa đi rồi để chiên cùng một mẻ các bạn. Các bạn nhớ nhé, tôi thử đấy, nhưng phải cho thêm một chút nữa.
các bạn nhớ là phải thử cho một cái nặn một cái nhỏ nhỏ này viên vê tròn lên, nếu nó được rồi thì nó sẽ lồi lên ngay. Đấy. Vì là nó tắt lửa, các bạn hãy nhớ đừng nên để già quá mà cũng đừng nên để nó non quá. Khi bắt đầu nó già hợp lý rồi thì các bạn phải rút bớt lửa. Nếu không thử trước các bạn rắn già quá là nó phòi cái phô mai rồi đấy, mà nó mất đẹp đi. Đây, nó còn cháy bên ngoài, bên trong chưa chín đâu các bạn. Đây, như thế này là đã được rồi đây. Tôi phải cho vào nhanh để cho nó cung một mảnh. Đấy, các bạn thấy không? Lửa nó hợp lý là các bạn phải rút bớt ra để cho nó tự nhiên. Không nên để chín quá đấy nhá. Chín quá là nó phòi phô mai rồi đấy. Cái nào được rồi là các bạn phải cho ra. Các bạn nhanh chóng phải cho ra đĩa. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi đã dán xong rồi các bạn. Tôi sẽ sắp xếp vào một cái đĩa khác nhá các bạn nhá. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong phô mai que rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức. Mời các bạn thưởng thức cùng với tôi nha. Đấy các bạn nhìn thấy không? Rất là ngon. Bên ngoài rất là giòn. Bên trong ngậy ngậy béo béo. Cái này chấm với tương ớt. Tuyệt vời các bạn ạ. Giòn, thơm, ngậy, béo. Thơm cả vị trứng. Ngon tuyệt. Các bạn trẻ và trẻ em rất thích ăn cái món này các bạn ạ. Làm cái món phô mai que này thì không thấy tốn nhiều thời gian đâu. Các bạn chịu khó làm cho gia đình mình thưởng thức một bữa phô mai que thì phải nói rằng tuyệt hảo các bạn ạ. Vừa đảm bảo vệ sinh vừa an toàn thực phẩm. Ngon lắm các bạn ạ. Các bạn hãy làm cho bản thân mình ăn nha. Cho gia đình mình ăn, thưởng thức cái món này thì phải nói tuyệt vời. Kẹo kéo. Phô mai thì nó dai và nó kéo dai được nha các bạn. Vừa ngậy, vừa ngon, vừa béo. Bên ngoài giòn của bột chiên xù và bột chiên giòn nữa, mùi thơm của trứng. Các bạn nhớ là làm xong các bạn ăn lục lòng ấy thì phải nói rằng ngon tuyệt mà phô mai kéo dai ra được. Các bạn đã thấy không, tôi ăn ngon tuyệt vời. Các bạn làm xong ăn cái lúc mà nóng nóng, vừa ngon vừa dẻo, vừa phải nói ở ngoài giòn, trong rất là thơm ngậy ngon. Các bạn hãy cố gắng làm cho gia đình mình ăn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn luôn vui tươi và trẻ đẹp tuyệt vời. Xin chào và tạm biệt.